Lời quý xin gửi lời chào thương thương nhất đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối hôm nay. Hãy nhìn nhìn. Hôm nay Nam Huy rất là hạnh phúc khi được tổ chức một cái đêm để karaoke cùng tất cả những người yêu thương của mình tại OC. Nam Huy xin chúc cho tất cả mọi người được có một cái đêm karaoke thật là vui vẻ, hạnh phúc với người thân và gia đình của mình. Và chúc cho quý vị một đêm hoành tráng, phải nói là tiếng của mình ra mình quậy cho tới đất luôn nha quý vị. Chương trình của mình hôm nay là coi như là lớn nhất luôn. Vân không thấy là bao giờ mà có một cái chương trình mà đặc biệt và lớn như ở OC của mình trong cái ngày New Year. Là một chào tay cho Đăng Nguyên cũng như ekip của Đăng Nguyên quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là rất là nhiều. Mặc dù mới làm lần thứ hai thôi, có những sơ sót mong quý vị nhiệt tình bỏ qua cho. Quý vị có thấy Mai Thiên Vân giọng ca hay quý vị? Xin cho Mai Thiên Vân một tràng pháo tay thật lớn. Và sau đây thì không biết là mình xong ca bài gì đây? Đang nguyên chọn rồi đó. Giới thiệu đi. Sau đây là một bài hát mà Đăng Nguyên và Mai Thiên Vân xin gửi đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Bài hát được mang tên đề Sầu Tím, Thiền Hồng, Sĩ Nguyện của Quốc Sơn.
chương trình mình còn là rất là nhiều nên là em sẽ đi như thế này hả? Hát gì nữa, tới Đăng Nguyên hát phải không? Đúng rồi. Rồi hát đi nha, hát mà... mình hát mình đi nha. Rồi, để khi mà Đăng Nguyên làm cái live show thì Đăng Nguyên sẽ mời Mai Thương Vân hát nhiều bài. Vâng, xin cảm ơn mình rất nhiều. Mò, ai đúng rồi đó. Mò, bây giờ sao? Đi chơi luôn đi hả? Rồi. Mò đâu nha quý vị? Gõ cửa trái tim hả chị? Lê gõ được, đang gõ không được. Nên là dạ dạ gõ đại anh, gõ đại chút bảy sao lại xa xa em cũng thấy có anh Nhiên đâu rồi, anh Nhiên ngồi đâu rồi, lâu quá không gặp. Với lại em thấy có chị Trương Ngọc Ánh, tại vì Vân xem chị đóng phim từ hồi lúc em còn ở trong nước, là nên là hôm nay mới được gặp ở ngoài đó. Hai chị dạ. Bây giờ thì Đăng Nguyên và Mai Thiên Vân theo lời yêu cầu của quý vị thì Đăng Nguyên sẽ và Mai Thiên Vân sẽ hát một bài nữa để tặng cho tất cả quý vị, và hát được mang tên đề Nhớ Người Yêu.
để nhớ. Thành phố buồn. Nói giỡn thôi, sau đây là một bài hát mà phải nói là không phải thể loại của Đăng Nguyên, nhạc trẻ, nhạc tình. Lần đầu tiên Đăng Nguyên thử luôn. Có thử là quý vị có nghe Đăng Nguyên hát cái bài nhạc trẻ này như thế nào nha. Bài hát được mang tựa đề Còn Lại Nỗi Cô Đơn. Xin quý vị thưởng thức sau đây. Chúng ta cùng đứng ly. 1, 2, 3 Vô. Kì quá không có ly kìa.
Thank you, những bo rất là